Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. 3 tuổi Sông Nhà năm 2022 Nhâm Dần cực kỳ may mắn, phát tài, phát lộc cho gia chủ. Kính thưa quý vị và các bạn, việc xông đất, xông nhà đầu năm mới luôn là việc làm rất cần thiết khi chúng ta chào đón một năm mới sẽ tới. Có thể nói, người được mời đến xông đất, xông nhà cho gia chủ là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn tới mọi phương diện cuộc sống của gia chủ trong suốt cả một năm. Thế nên việc chúng ta tìm ra người thích hợp, phù hợp nhất để mời đến xông nhà là điều vô cùng quan trọng, là một bước xây dựng nền tảng đầu tiên trong năm mới, đánh dấu sự khởi đầu may mắn đối với tất cả mọi gia chủ. Vậy thì trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi nào xông đất xông nhà sẽ cực kỳ may mắn, phát tài phát lộc cho gia chủ? Ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu danh sách những tuổi đẹp nhất xông nhà cho năm 2022 Nhâm Dần này nhé. Tục lệ xông đất xông nhà đầu năm là gì? Đối với người dân Việt Nam chúng ta, năm mới là một hành trình mới bắt đầu, đánh dấu một sự khởi đầu mới, kết thúc và chấm dứt năm cũ. Chính vì thế, bất cứ ai trong số chúng ta cũng mong muốn bản thân có một sự khởi đầu năm mới tốt đẹp, may mắn. Bởi vì theo như họ suy nghĩ, những điều tốt đẹp ấy mang đến ngàn hoa, sự an yên, thắng lợi cho cả năm. Cho nên cứ vào dịp cuối năm, tất cả mọi người chúng ta lại tìm, lựa chọn cho mình một người hợp tuổi để xông đất, xông nhà. Vậy xông đất là gì? Xông đất là một phong tục, là một tục lệ đẹp đẽ của dân tộc ta được lưu truyền hàng ngàn đời nay. Người xông đất xông nhà chính là người khách đầu tiên đến chơi nhà ngay sau khoảnh khắc giao thừa, dù là người lớn hay là trẻ nhỏ. Tất cả mọi người, dù là ai đi chăng nữa, khi bước chân vào nhà chúng ta cùng với lời chúc thì cũng là những người đã xông đất, đạp đất cho gia chủ. Kể cả gia chủ hay là người trong gia đình đi đâu đó bước vào trong nhà đầu tiên trong khoảng thời gian bước sang năm mới thì cũng tương tự như việc xông đất cho chính nhà mình. Người này sẽ có ảnh hưởng lớn tới vận may của cả gia đình, gia chủ trong suốt cả một năm. Nếu xét về mặt tâm linh thì xông đất là một việc làm rất thiêng liêng, có tầm ảnh hưởng lớn tới vận may của cả năm. Dù là mê tín hay là không mê tín, thì trong thâm tâm mỗi người đều mong muốn chúng ta sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ, bất kể trong làm ăn, cưới hỏi, xây nhà. Và tất nhiên, có cả việc may mắn trong sự khởi đầu một năm mới, bởi vì người ta cho rằng đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Nếu như khởi sự đầu năm may mắn, suôn sẻ, thì càng về sau mọi sự cũng đều được tốt đẹp. Cũng giống như chuyện làm nhà, gia chủ phải có ngày tốt, giờ đẹp và hợp tuổi để động thổ, đặt gạch, thì việc xông đất đầu năm cũng như vậy. Chúng ta cũng cần phải chọn ra người tốt, lành tính, hợp tuổi với gia chủ để đến xông nhà, đạp đất đầu năm mới với một hy vọng có một năm an lành, mọi sự chuyển hóa tốt đẹp. Trường hợp người xông đất nhà bạn không những không hợp tuổi với gia chủ mà còn có tang, khó tính, khó ưa, thì đây sẽ là một điểm không tốt, dự báo đầu năm mới có nhiều biến cố, khó khăn, làm ăn không thuận lợi, nói chung là gặp rất nhiều điều xui xẻo. Chính vì thế, không chỉ trong tiềm thức mà cả trong hành động, khi Tết đến thì ai ai cũng xem tìm cho mình một người hợp tuổi để mời đến xông đất cho nhà mình, với mong muốn tìm kiếm sự may mắn từ đầu năm, cũng như tránh được những xui xẻo không may mắn. Nguyên tắc lựa chọn người xông nhà xông đất năm 2022. Nếu như cưới hỏi là câu chuyện quan trọng cả đời, thì để xem và lựa chọn người hợp tuổi để xông đất xông nhà đầu năm mới là một việc làm vô cùng quan trọng. Sự may mắn suôn sẻ là một phần lớn được quyết định bởi người đến xông đất cho gia chủ. Đây là việc làm rất quan trọng. Tuy nhiên, để tìm được người phù hợp lại không hề dễ dàng, bởi vì người được lựa chọn phải đáp ứng được rất nhiều yếu tố. Và dưới đây là hai tiêu chí chính để chúng ta có thể lựa chọn người hợp tuổi xông đất cho chúng ta trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, người đến xông đất phải hợp tuổi với gia chủ. Theo những quan niệm dân gian thì người được mời đến xông nhà, xông đất
phải là người hợp tuổi. Xét về căn cứ hợp tuổi, chúng ta phải xét trên các phương diện là mệnh, thiên can, địa chi tương ứng với gia chủ. Không chỉ có vậy, người đến sông đất sông nhà, thiên can, địa chi, mệnh cũng phải tương hợp với năm sông đất. Chúng ta tránh chọn những người tương khắc với tuổi bởi vì họ sẽ mang đến những điều xui xẻo cho gia đình của bạn. Yếu tố thứ hai, xét về đạo đức tính cách người đến sông nhà đầu năm mới. Ngoài yếu tố hợp tuổi thì người được mời đến sông đất sông nhà phải là người có tính cách vui vẻ, hoa đông, nhanh nhẹn, có sức khỏe, hoạt bát, giỏi giang, thành đạt. Đặc biệt phải là người sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây tức là gia đình không có tang ông bà, cha mẹ, anh chị em. Ngoài việc không có tang thì những người phụ nữ đang mang bầu hoặc sinh đẻ chưa hết cữ cũng được xếp trong giới hạn kiêng kỵ việc sông đất sông nhà đầu năm mới. Những người như vậy, chúng ta không nên tự đến sông đất sông nhà cho người khác, cũng như gia chủ tuyệt đối không mời những người có gia cảnh như vậy đến sông đất cho gia đình mình, mặc dù họ đáp ứng được các yếu tố là hợp tuổi. Cách sông đất sông nhà trong năm 2022 nhâm dần. Sau khi chúng ta đã chọn được người hợp tuổi và hợp tính cách với gia chủ để đến sông nhà, sông đất, chúng ta ngay lập tức mời người đó đến để sông đất cho gia đình chúng ta vào ngày đầu tiên của năm mới. Gia chủ hãy niềm nở mời người được đến sông nhà để người đó chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho việc sông đất sông nhà được suôn sẻ nhất. Người đến sông đất thì cũng cần có những lời chúc tốt đẹp dành cho gia chủ trong năm mới. Sau khi đến sông đất sông nhà, người đến sông nhà ngồi trò chuyện cùng gia chủ trong khoảng thời gian từ 5 đến 20 phút. Sau đó, gia chủ sẽ mừng tuổi cho người đến sông nhà đầu tiên để đón được may mắn, rước tài lộc cho cả năm. Mùa xuân là mùa của sự khởi đầu và khoảnh khắc đầu năm mới là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Do đó, gia chủ chúng ta cần phải xem xét thật kỹ, tìm được người có tuổi hợp để sông nhà cho gia đình mình. Và sau đây là 3 tuổi hợp sông đất sông nhà trong năm 2022 nhâm dần theo như các chuyên gia phong thủy. Thứ nhất, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Thông tin về tuổi Canh Ngọ. Tuổi Canh Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Lý Chỉ Mã hay là con ngựa ở trong nhà. Năm sinh dương lịch từ ngày 27 tháng 1 năm 1990 đến ngày 14 tháng 2 năm 1991. Mạng lộ bằng thổ, đất đường đi, khắc tuyền trung thủy, con nhà huỳnh đế cô quạnh. Ngũ hành tương sinh kim hỏa, ngũ hành tương khắc thủy mộc, thiên can canh tương hợp thiên can ất, tương hình thiên can giáp thiên can bính, địa chi ngọ tam hợp dần ngọ và tuất, tứ hình xung tí ngọ mão và dậu. Những người tuổi Canh Ngọ trời sinh ra vốn thông minh, lanh lợi, có khả năng ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, những người tuổi Canh Ngọ cũng là những người vui vẻ, hoạt bát, lạc quan, luôn tìm cách giải quyết vấn đề khi rơi vào trạng thái bế tắc. Với lối sống, thái độ này, dù tuổi Canh Ngọ có gặp phải những khó khăn trở ngại gì thì cũng có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Ngoài ra, họ còn có thể tìm được cơ hội thành công, thăng hoa. Tuổi Ngọ được xem là tuổi tam hợp đối với năm 2022 nhâm dần, tam hợp dần ngọ và tuất. Đặc biệt trong năm 2022 này, cuộc sống của những người tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực, những điều tưởng chừng như bế tắc lại được tìm hướng giải quyết, thậm chí còn thăng hoa không ngừng. Đối với những người sinh năm 1990 Canh Ngọ này, họ có một năm 2022 nhiều khởi sắc. Tuổi Canh Ngọ, nếu chúng ta phân tích theo tử vi, sẽ có thiên can, canh, ngũ hành thuộc kim. Gặp năm 2022 nhâm dần, có thiên can là nhâm, ngũ hành thuộc thủy. Kim sẽ sinh cho thủy, cho nên về phương diện thiên can thì tuổi Canh Ngọ sẽ được tương sinh. Yếu tố thứ hai là yếu tố về địa chi. Tuổi Canh Ngọ có địa chi là ngọ, gặp năm 2022 địa chi là dần. Dần ngọ nằm trong tam hợp dần ngọ và tuất được tương sinh. Thứ ba, tuổi Canh Ngọ có ngoại thuộc thổ, gặp năm 2022 có ngoại thuộc kim. Như vậy thổ sẽ sinh cho kim, tuổi Canh Ngọ ở thế tương hợp. Chúng ta nếu phân tích ba yếu tố thiên can, địa chi, ngũ hành
ba yếu tố này sẽ tượng trưng cho thiên, địa và nhân. Chúng ta sẽ thấy tuổi Canh Ngọ là tuổi hội tụ đầy đủ ba yếu tố thiên, địa, nhân hòa hợp. Cho nên chúng ta có thể đánh giá năm 2022 nhâm dần thì tuổi Canh Ngọ 1990 là tuổi tốt nhất để các gia chủ có thể mời đến sông đất, sông nhà đầu năm mới. Hứa hẹn những người tuổi Canh Ngọ sẽ mang lại rất nhiều may mắn, mang lại tài lộc cho gia chủ. Chỉ cần gia chủ nào mời được những người tuổi Canh Ngọ đến sông đất, sông nhà trong đầu năm mới thì xác định cả năm sẽ thành công, gặp được rất nhiều điều may mắn. Tiền bạc mặc dù không hẳn là chất cao như núi, thế nhưng chắc chắn sẽ có của cải để dành, hay ít nhất cũng có một số vốn để đầu tư trong những năm về sau. Thứ hai, tuổi hợp sông đất trong năm 2022, đó là tuổi Giáp Tuất 1994. Thông tin về tuổi Giáp Tuất. Giáp Tuất hay còn được gọi là thủ thân chi cầu, tức là con chó giữ mình. Năm sinh dương lịch từ ngày 10 tháng 2 năm 1994 đến ngày 30 tháng 1 năm 1995, mang sơn đầu hỏa, lửa trên núi, khắc xa trung kim, con nhà sinh đế cô quạnh, xương con chó tướng tình con ngựa. Ngũ hành tương sinh thổ, mộc, ngũ hành tương khắc kim, thủy, thiên can, giáp, tương hợp thiên can kỷ, tương hình thiên can mậu, thiên can canh, địa chi, tuất, tam hợp, dần, ngọ và tuất, tứ xung, thìn, tuất, sửu và mùi. Những người tuổi Giáp Tuất trời sinh vốn thẳng thắn, trung thực, không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. So với những con giáp khác thì Giáp Tuất là những người biết xông pha, biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống lên một tầm cao mới. Đa số những người tuổi Giáp Tuất đều gặt hái được nhiều thành công từ sau những nỗ lực của bản thân. Cuộc sống của họ nếu như không giàu có, thăng hoa thì cũng có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong năm 2022 nhâm dần này, những người tuổi Giáp Tuất sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà họ còn có vận may lội ngược dòng. Năm 2022 nhâm dần, tuổi Giáp Tuất được xem là sẽ gặp nhiều hỷ sự, bởi vì gặp năm tam hợp dần, ngọ và tuất. Đặc biệt đối với những người tuổi Giáp Tuất là những người sẽ có vận may thăng hoa vượt trội. Tuổi Giáp Tuất, chúng ta nếu phân tích theo ba yếu tố thiên, địa, nhân thì Giáp Tuất có thiên can là giáp, ngũ hành thuộc mộc. Gặp năm 2022 có thiên can là nhâm, thủy. Giáp mộc gặp nhân thủy là tương sinh. Như vậy về yếu tố thiên can, địa chi, tuổi Giáp Tuất đều hòa hợp với năm 2022 nhâm dần. Phân tích ba yếu tố thiên can, địa chi, ngũ hành tượng trưng cho ba yếu tố thiên, địa và nhân, chúng ta thấy Giáp Tuất hội tụ 2 trên 3 yếu tố. Đây là tuổi tốt thứ hai sau tuổi Canh Ngọ 1990, là một tuổi rất tốt để các gia chủ có thể mời đến sông đất, sông nhà mình trong đầu năm mới. Hứa hẹn tuổi Giáp Tuất sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Tuổi thứ ba hợp với việc sông đất, sông nhà năm 2022, đó là những người tuổi Đinh Mão 1987. Thông tin về tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão hay còn được gọi là vọng nguyệt chi miêu, tức là con mèo ngắm trăng. Năm sinh dương lịch từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến ngày 16 tháng 2 năm 1988. Thiên can Đinh tương hợp thiên can Nhâm, tương hình thiên can Tân, thiên can Quý. Địa chi Mão, tam hợp Hợi, Mão, Mùi, tứ xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Ngũ hành tương sinh thổ, mộc, ngũ hành tương khắc kim và thủy. Trời sinh ra những người tuổi Đinh Mão là những người hiền lành, sống lương thiện, luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mão là những người cũng rất chăm chỉ, siêng năng, có chí cầu tiến. Họ không bao giờ sợ đối mặt với những khó khăn, thử thách, mà thay vào đó họ chọn xông pha, biết nắm bắt cơ hội. Mặc dù vấp ngã nhưng cũng không sao, bởi vì họ cho rằng đó là bài học để giúp bản thân đổi đời. Bước vào năm 2022 này, những người tuổi Đinh Mão sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên một tầm cao mới.
Đặc biệt trong năm 2022, Đinh Mão có thể làm nên chuyện chỉ cần họ không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Ngoài ra vào Tết Nhâm Dần 2022 này, nếu như chúng ta có người thân quen sinh vào năm 1987 Đinh Mão, chúng ta hãy mạnh dạn mời họ qua sông đất, sông nhà trong đầu năm mới. Bởi vì năm 2022 sẽ là một năm mà tuổi Mão và tuổi Dần cùng mang ngũ hành mộc. Đây sẽ là một năm thăng hoa của những người tuổi Đinh Mão. Một cuộc sống viên mãn đủ đầy đang chờ đợi Đinh Mão ở phía trước. Nếu Đinh Mão sông đất sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ thịnh vượng hơn trong năm mới, làm gì thì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Và sau đây sẽ là danh sách những ngày giờ tốt nhất để chúng ta có thể tham khảo để mở hàng khai trương trong đầu năm mới 2022 Nhâm Dần. Theo như quan niệm xưa thì việc chúng ta xem ngày giờ khai trương mở cửa hàng đầu năm mới là điều rất cần thiết, bởi vì điều này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới tài lộc cho gia chủ trong suốt cả một năm. Do đó vào đầu năm mới, những chủ cửa hàng, doanh nghiệp đều rất chú trọng vào việc xem ngày giờ tốt để từ đó có thể tiến hành mở cửa hàng khai trương trong ngày đầu năm mới. Khi mở hàng thì vị khách đầu tiên đến phải là những người hợp mệnh với gia chủ, đồng thời nên mua bán nhanh, sởi lời, vui vẻ thì trong năm đó mới có thể buôn may bán đắt, công việc làm ăn cũng vì vậy mà được hanh thông phát đạt hơn rất nhiều. Vậy thì năm 2022 đầu năm mới, những ngày nào, giờ nào đẹp nhất để mở cửa hàng khai trương, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo những ngày giờ sau đây. Thứ nhất, ngày Chủ nhật 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức là ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, các giờ đẹp có thể mở cửa hàng khai trương. Thứ nhất là giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ sáng. Thứ hai, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ sáng. Thứ ba, giờ Ngọ từ 11 giờ trưa tới 13 giờ chiều. Thứ tư, giờ Mùi từ 13 tới 15 giờ chiều. Thứ năm là giờ Tuất từ 19 tới 21 giờ. Cuối cùng là giờ Hợi từ 21 tới 23 giờ tối. Ngày đẹp thứ hai để có thể khai trương mở cửa hàng đầu năm mới đó là thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức là ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán. Giờ đẹp trong ngày có thể tiến hành khai trương mở cửa hàng. Thứ nhất là giờ Dần từ 3 tới 5 giờ sáng. Thứ hai là giờ Mão từ 5 tới 7 giờ sáng. Thứ ba là giờ Tỵ từ 9 tới 11 giờ trưa. Thứ tư là giờ Thân từ 15 tới 17 giờ chiều. Thứ năm là giờ Tuất từ 19 tới 21 giờ. Và cuối cùng là giờ Hợi từ 21 tới 23 giờ đêm. Số 3, đó là ngày Chủ nhật 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, tức là ngày mùng 10 Tết Nguyên Đán. Các giờ tốt trong ngày có thể khai trương mở cửa hàng. Thứ nhất là giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ sáng. Thứ hai, giờ Sửu từ 1 tới 3 giờ sáng. Thứ ba là giờ Mão từ 5 tới 7 giờ sáng. Thứ tư, giờ Ngọ từ 11 tới 13 giờ chiều. Thứ năm là giờ Thân từ 15 tới 17 giờ. Cuối cùng là giờ Dậu từ 17 giờ tới 19 giờ tối. Cũng giống như việc chọn người sông đất thì tiêu chí mời người mở cửa hàng thì cũng phải có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Việc này nhằm giúp tăng cường yếu tố may mắn, tài khí cho gia chủ. Đồng thời người đó cũng phải là những người tốt vía, hiền lành, đức độ, là những người sạch sẽ, không có tang. Khi đến mua hàng thì trao đổi trong vòng từ 5 tới 10 phút, chứ không nên ở lại lâu, để mọi việc trong năm đó của gia chủ sẽ gặp nhiều suôn sẻ, hanh thông. Và để có thể chọn người hợp tuổi mở cửa hàng đầu năm mới, chúng ta cũng có thể mời lại người sông đất cho gia đình mình trước đó, bao gồm 3 tuổi là tuổi Canh Ngọ 1990, tuổi Giáp Tuất 1994, tuổi Đinh Mão 1987. Kính chúc gia chủ sẽ có một năm mới nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại!